Rồi, xin chào tất cả các bạn thủ nha, quay trở lại video ngày hôm nay, video ngày 23 tháng 6 thì video này chúng mình tổng cộng có 22 mẫu cân. Thì giới thiệu sơ lược những dòng như là 23 khúc nha, đánh bộ lực đánh biển này. Độ dài thì rơi cho mình tầm khoảng từ 1m8 cho đến là 2m7 nha. 3m mấy luôn, 3m3 cho mình có dòng 23 khúc, hai ngọn đầy đủ nha. Cần cắm gốc thì có những dòng là ngọn đặc, cần lưu thì đai qua 2m7 m, cần mới, cần 3 khúc, cần lưu nha, còn bao vị đầy đủ này. Rất là mềm. Thôi cầu cảm giác thôi. Cần tay thì ở đây sẽ có những dòng như là tay cần ISO hạ tay và cần tay zin của nó nhé, 7.2 cho đến chép sang hai, một số ISO và cần súp cho mình phôi hai da này tổng thể nha. Thì bên em sẽ báo rõ tình trạng của cần trên video, anh em lưu ý là xem kỹ video nha. Chốt đơn thì cái liên hệ trực tiếp là duy 0923534779, ship code toàn quốc 30.000 một đơn. Mua từ hai sản phẩm trở lên nha, hoặc chuyển khoản sẽ bao ship cho mình. Mã số 1 thì ở đây sẽ có một con cần là dạng cần súp như này, là cần súp carbon. Độ dài con này là 3m3, độ cứng là 15 thì nó tầm khoảng vào độ cứng 4, cứng 5 tính là cần ISO nha. Tổng thể thế này. Bắt cặp Fuji F6, dàn khoen Fuji xứ xám, ngọn cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2 ly. Đây ngọn này ngọn 2 ly nha. Đây thì nó bị xước sơn này. Đây xước sơn nó loại phôi carbon đó thôi. Ngọn sẽ kèm cho mình là có 1 và có 2 khoen chạy đây. Tổng thể thế này. Cần đi kèm cho mình là 4 lóng như này, 1 lóng 2 này, lóng 3. Lóng 3 nha. Và lóng cũng lóng 4 cho mình. Đây, 3m3, độ cứng 15. Cái này thì mình câu đơn, câu ngâm đều được nha, câu ngâm của làng C. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được là 200g, ngọn 2 ly, mã số 1, giá 500.000 nha. 500 cho mình ạ. Mã số 2 sẽ có một con cần súp. Con này thì cần súp cần lộc, cần này của hãng là Olympic. Độ dài con này là 4m2 nha. Đây cần súp Olympic cho mình. Thì phát gặp Fuji F7 này chữ vàng và dàn khoe là dàn khoe Fuji xứ xám. Con này ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn tầm khoảng vào 2.5 ly. Độ cứng con này thì đo cho mình tầm khoảng 25, tầm khoảng vào AX cho mình nha. Ngọn sẽ kèm 1 này. Đây có 2 khuyên chạy. Nói chung con này thì lóng lít của rất đẹp nha. Đây, có sức sinh dâm sơ thôi. Còn lại thì ok hết. Những chỗ này thì nó dính dơ nha. Cái này thì hàng về cũng chưa có lâu. Mình về mình lau vệ sinh lại nó rất là sạch nha. Cần lộc 4m2, độ cứng tầm khoảng 25, ấy cho mình đánh lộc đầu cần gần bờ. Những dòng thì câu đơn, câu ngâm, đánh tầm khoảng từ 25m độ lại là vừa nha. Đánh đầu cần. Trọng lượng con này thì cân được là 380g, mã số 32 nha, giá cần là 800. Đây 800.000 ạ, Olympic nội địa Nhật nha, 4m2. Mã số 3, số 3 thì sẽ có một con lộc nha, cần súp. Cần này của hãng Alpha Tackle như này, cần carbon. Con này độ dài cũng cần là 4m5, thì cũng là khoen pass Fuji luôn, đi kèm cho mình là 5 lóng nha. Tổng thể thế này, ngọn của cần á thì đo cho mình được là rơi cho mình tầm khoảng vào 2.5 ly, 4.5, độ cứng cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 25. Đây ngọn thì nước sơn màu trắng, sẽ kèm 1 này. Đây phải có 2 khuyên chạy nha. Chùm lóng lít thì ok hết này. Cũng cứ tầm khoảng 25 thôi. Đây phôi carbon xoắn vân nha. Đây nước sơn màu ngọc bích rất là đẹp. Lóng lít còn ok hết, đóng xin chấm nổ. Cần lộc 4.5, độ cứng tầm khoảng 25, khuyên pass Fuji. Ok, khuyên con này thì còn ok và đẹp nha. Nói chung thì không nứt chân. Bắt gặp là cần là bắt gặp Fuji F7. Tổng thể thì nắp chụp thì xoay bằng inox, tay cầm được làm nhám. 4.5 cứ tầm khoảng 25. Con này phôi dày, trọng lượng của cần thì cân được là 580g, mã số 3, giá 800 nha. Giá con này là giá 800.000 ạ. Tiếp theo mã số 4. Số 4 thì đây sẽ có một con ISO. Đây con ISO khuyên nhỏ của hãng Si nha. Đây Shimano. Shimano Holiday Spin, độ dài con này là 5m4 nha. 5m4, độ cứng là 1.5. Hàng có phải là hàng Indo xuất thị trường Nhật này, có mã code này. Đây và cái tem vàng đầy đủ nha. Tem ở đây. Tay cầm được làm nhám, tổng thể thế này. Bắt đã bắt gặp Fuji F6, dàn khoen của cần là dàn khoen Fuji nha, khoen Fuji xứ xám. Con này thì độ cứng 1.5, hạ tay xuống rồi cho mình tầm khoảng 3h thôi. Ngọn cần thì ra cho mình tầm khoảng 1 ly, ngọn sẽ kèm 1 này, có 2 và 3 khuyên chạy nha. Phôi con này là phôi carbon xoắn vân. Đây, tổng thể thế này. Chùm lóng rất là đẹp nha. Thì những dòng này bên đây vẫn hỗ trợ hạ cần tay hết nha. Hỗ trợ hạ cần tay thì tháo khoen, cuốn chỉ và lên keo đầy đủ này. Trong lóng này còn sáng nha, của Shimano, hàng Indo xuất thị trường Nhật. Khoen pass Fuji ISO khoen nhỏ 5m4 1.5, trọng lượng của cần thì cân được là 220g, mã số 4, giá con này là giá 650 nha. Đây 650.000. Tiếp theo mã số 5. Số 5 thì sẽ có một con người ISO. Con này thì của hãng là Daiwa. Con này thì có chế độ zoom như này. Đây có chế độ zoom nha. Độ dài con này thì là 4m5, zoom 5m3 nha. Nói chung là có hai chế độ, cũng rất là tiện. Đường ngọn con này thì độ cứng 1.5, hàng tay qua xuất Nhật, có mã code, tay tem vàng đầy đủ hết nha. Bắt gặp Fuji F7, khoen là khoen Fuji xứ xám. Con này ngọn cần thì đo cho mình cũng tầm khoảng vào ngọn 1 ly.
tai ngọn sẽ kèm một này, có hai và ba khuyên chạy nha. Con này rất là sáng này, phôi của rất là đẹp. Thì con này có hai chế độ, nói chung là 4m5. Thì anh em ngang đây nha, đây mình rút ngang đây hết, lóng lóng thứ ba này, lóng thứ bốn ra luôn, lóng thứ bốn nha. Thì 4m5 thì câu ngang đây, đây có cái lóng dùm nha. Anh em muốn câu 5m4 á thì mình rút một cái lóng vào đây, 5m3 nha, ba rút một cái lóng vào đây, lóng lóng dùm cho mình. Nói chung là câu rất là tiện nha, có hai chế độ cho mình ạ. Đây lóng dùm nha anh em, 4m5 5m3. Phôi carbon xoắn vân dàn khoe Fuji loại xứ đất xám thì vẫn hỗ trợ hạt trần tay. Con này nhẹ như này, tay cầm cũng được làm nhám hết này. Trọng lượng con này rất là nhẹ luôn, chỉ có là 190g thôi. Mã số 5, giá là 700.000 nha. Có dùng rất là tiện. Mã số 6, số 6 thì ở đây sẽ có một con cần ISO. Con này ISO khoen nhỏ của hãng SI nha. Đây của Shimano. Somhi Power X Carbon. Shimano độ dài con này là 5m4, độ cứng 2. Con này phơi các bạn là phơi hai da toàn thân nha. Thì những cái dòng ISO đấy á, nếu anh em muốn thì vẫn hỗ trợ này. Chúng ta tháo pad nha, tháo pad này và cuốn chỉ này lên cao đầy đủ nha, chống nổi cho mình. Ở trong con này cái con xia này hạ tay xuống rất là đẹp, chuyên dụng cho mình đánh chép. Độ cứng ra cho mình tầm khoảng 3.5H, cần ra thẳng cho mình. Độ cứng 2 5m4, ngọn thì độ mình là ngọn 1.4 ly, ngọn sẽ kèm cho mình là có một này và có hai khuyên chạy nha. Ngọn là phôi carbon xoắn vân, con này trừ cái lóng ngọn và lóng thứ hai này, đây carbon xoắn vân nha. Còn tất cả các lóng còn lại của mình đều là phôi hai da hết. Con này hạ tay đánh chép nha, thì mình rất đẹp này, hầu như không có sai sót gì cho mình luôn ạ, lóng đẹp nha. Rồi dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, khoen Fuji xứ đá xám, phôi hai da, độ dài 5m4, độ cứng 2 của hãng Shimano, vẫn hỗ trợ hạ pad nha, hạ cần tay, tháo pad tháo khoen cuốn chỉ lên keo hết. Trọng lượng của cần thì cân được là 240g, mã số 6, giá con này là giá 1 triệu như này, đây giá con là giá 1 triệu cho mình ạ. Tiếp theo mã số 7. Số 7 thì ở đây sẽ có một con cần ISO. Con này thì ISO em đã hạ cần tay xuống cho mình rồi nha. Đây con ISO carbon. Con này thì tiền thân của nó là độ dài là 4m5, ISO khoen nhỏ độ cứng 3. Con này hạ cần tay xuống thì hiện tại của mình là cứng 4H nha. Đây, cứng 3 là 4H cho mình này. Thì chỗ này thì tháo pad ra thì nó có dính một số keo đây nha. Cái này thì không ảnh hưởng nha, đã vệ sinh sạch rồi. Dàn khoen thì tháo hết rồi nha, đã được cuốn chỉ này và lên keo hết này. Đây. Cuốn chỉ lên keo và đây được thay cái đầu bu, da có rất là chắc chắn. Ngọn con này sẽ đo cho mình là ngọn 1.5 ly, 4m5, hiện tại nó rơi cho mình tầm khoảng 4H nha. Đây 4H cần cứng này. Phôi của mình là phôi carbon, là phôi carbon nước sơn màu bạc này. Đây, bộ nước sơn màu bạc nha, rất là đẹp. Cuốn chỉ chống nổ đầy đủ luôn. Đây, lóng thế này. Tình trạng thì có sức dâm sơ sơ đây thôi, trước sơn nha. Còn lại thì ok hết. Đây nước sơn màu bạc và màu cam. 4m5 cứng 4H, ISO hạ tay. Con này trọng lượng là 180g, mã số 7, giá 400 nha. Đây, để cho mình giá 400.000 nha. Mã số 8. Số 8 thì sẽ có một con cần tay. Con này thì dài như này, độ dài con này là 7m2. Cần tay carbon của dòng Chivu, hàng của mình là nội địa Nhật này. Đây, tem vàng đầy đủ hết. Thì tay cầm con này được cuốn chỉ nha, cầm rất chắc tay. Và sẽ có sẵn cho mình một cái dây để mình buộc bảo hiểm ở đây. Thì phụ kiện thì nó sẽ kèm một cái nắp chụp nha. Con này sẽ có kèm một cái nắp chụp cần tay cho mình này. Độ dài con này là 7m2. Con này độ cứng ở đây cho mình tầm khoảng 4H. Thì ngọn của mình là ngọn đặc nha, ngọn đặc, ngọn tháp, ngọn long phụng. Thì đo được xác cho mình trên này tầm khoảng 1 ly. Đây ngọn tầm khoảng 1 ly nha, ngọn đặc, ngọn tháp. Phôi của mình là phôi carbon xoắn vân này. Con này chuyên dụng cho mình đánh chép nha, đánh chép ao sông hồ dịch vụ được này. Đây phôi dày nha, 7.2. Nước sơn con này thì màu đỏ nha, màu đỏ và màu vàng vàng cho mình đây. Nói chung lóng lít thì có ok này. Tình trạng con này thì hầu như không có xây xước gì lắm. Đây độ cứng tầm khoảng 4H này. Ngọn thì là ngọn đặc, ngọn tháp. Con này thì mình đánh chép nha, đánh trấm hồ dịch vụ đều được cho mình ạ. 7.2 có lắp chụp kem. Con này phơi cũng tương đối dày, 7.2 trọng lượng con này là 360g nha. 360g. Đây cho mình xem nha. Phơi rất là dày này. Đây phơi dày ổn nha. Mã số con này là mã số 8 nha này. Mã số 8, giá con này là giá 1 triệu nha. 1 triệu cho mình ạ. Chuẩn tay carbon 7.2 cho mình sang hàng. Tiếp theo mã số 9. Số 9 tại đây sẽ có một con cần lưu, con này cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây. Con này cần lưu 2 khúc máy đứng carbon, độ dài con này là 1.8 nha. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, độ cứng con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng 5ml. Khoen của mình là khoen phát hãng nha. Đây khoen phát hãng nha. Tổng thể thế này. Tình trạng có ok hết, tay cầm con này thì bằng cán mút và pad thì là phát vặn nha. Đây phát vặn bằng carbon cho mình luôn. Thì những dòng ML thông số tại mồi nó rơi cho mình tầm khoảng vào 14g. Đây, tại 14g nha, 1.8ml. Mình lùi máy đứng carbon, trọng lượng con này rất là nhẹ, 100g, mã số 9, giá là 300 nha. Đây, 300.000.
Mã số 10, số 10 thì đây sẽ có một con cường lô hai khúc máy đứng. Con này thì của dòng nội địa Nhật cái này. Đây tổng thể thế này. Con này của dòng là Enfor như này. Enfor. Đây, có sẽ kèm cho một cái bao vải zin đâu cần này. Cái bao vải này thì nó sẽ có cho mình hai ngăn. Đây, một ngăn bỏ gốc, một ngăn bỏ ngọn nha. Đây có hai ngăn sẵn cho mình. Con cần này thì hàng nội địa Nhật nha, của dòng Tokyo. Độ dài con này là 6 feet. 6 feet là 1m8. Độ cái lại L. L thông số tại 10 bát là tầm khoảng từ 10 đến 15 gram. L rất là mềm nha. Tay cầm con này thì bằng cán bần và dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji xứ xám hết đây. Đây, L rất là mềm nha. Nói L thì dạng như là mềm gần nhất cho mình rồi. Nó chỉ thua hơn UL một xíu thôi. Con này thì hầu như còn mới cứng, chưa sử dụng qua luôn. Ngọn con này là ngọn 1.8 ly. Đây, phôi carbon xoắn vân nha. Rất đẹp cho mình lưu lóc, lưu chẽm. À đây mình đi câu bè á, câu cá nâu, cá dìa được này. Đây, thuộc dạng câu bè mà dạng như Ikeda, rất là mềm nha. Trọng lượng con này thì trọng lượng của nó rất là nhẹ, 90 gram, mã số 10, giá 800 nha. Đây 800 ngàn. Còn mới cứng như này. Nó sẽ kèm một cái bao thế này, hai ngang. Tiếp theo ở đây thì sẽ có là mã số là mã số 10 nha, sẽ có một con cần 11 nha. 11 thì có một con cần 3 khúc. Con này là cần lô 3 khúc máy đứng. Đây, cần lô 3 khúc máy đứng. Độ dài của con này là 3m3, cần này của hãng là Suyumi. Thì dòng này là nội địa Nhật nha. Đây tem vàng đầy đủ hết. Thì thông số tải mồi như sau, con này tải mồi là từ 7 đến 21 gram, tải cá từ 8 đến 20 lb. Con này thì ngọn của cần đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Tất cả khoen của mình đều là khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji ba chân này. Sứ đã xám hết, sứ đã đen cho mình. Nước sơn thì màu xanh và một xanh và một trắng. Tay cầm bằng cán mút và bắt đập vặn Fuji DPS. Con này khoen đề ba khoen lớn nha. Khoen đề ba con này là khoen 40 này. Đây khoen Fuji 40. Con này thì mình lưu gần, đuôi lóc lục bình đều được này. Nó sẽ có cái định vị nha, định vị lóng đây hết. Đây, cần là cần 3 khúc, cần luôn 3m3, độ cứng con này tầm khoảng 7m. Thôi đập cho mình lưu lóc, lưu chẽm nha. Đây, 3 khúc lưu gần ạ. Trọng lượng con này thì cân được là 300g, ngọn 2.2 ly, mã số 11. Giá con này là giá 1 triệu như này. Đây, giá 1 triệu cho mình ạ. Mã số 12, 12 thì đây sẽ có một con cần lưu 2 khúc máy đứng. Đây, cần lưu 2 khúc máy đứng của hãng Daiwa. Con này còn mới cứng như này. Con này thì 2 khúc Daiwa, độ dài con này là 9 feet, là 2m7, độ cứng là M nha. Của dòng mà Zitcaster. Đây, Zitcaster nha, cho anh em mình dứt biển hay mình nhái hơi nhái thật đều được này. M thì thông số tải mồi con này từ 10 đến 60g, tải cá mát cho mình là 25 lb, nó đưa cho mình tầm khoảng từ 11 12 kg cá nha. Dàn khoen con này là dàn khoen full sheet nè. Đây dàn khoen full sheet đó nha. Đây keo khí còn mới. Con này hầu như là chưa sử dụng qua cho mình luôn, nó thiếu cho mình là mỗi cái bao vải và hộp thôi. Con này giá mới của nó tầm khoảng gần 3 triệu á. Đây. Đây qua như này. Hàng là hàng China xuất thị trường Nhật nha. Có mã code và tem vàng đầy đủ ở đây. Ui nhớ hơi nhớ thật đều được này. Đây xích cắt tơ. Khoen làm khoen ba chân. Khoen xích hết. Bắt vạn Fuji đai qua. Tay cầm cán mút. Con này nhẹ nha. Trọng lượng của cần thì cân được là 200g thôi. 200g cho mình. Mã số con này là mã số 12. Giá là 1 triệu 8. 1 triệu 800 ngàn nha. Ngọn 2.4 ly. Tiếp theo mã số 13. 13 thì đây sẽ có một con cần cắm gốc. Con này cần cắm gốc máy đứng. Con này thích hợp cho nên mình câu ngâm câu đáy này. Con này cần độ dài của con này nha. Mã số 13, con này độ dài con này là 2m, cần cắm gốc. Hàng của mình là hàng Korea nha, Korea xuất thị trường Nhật. Thì con này ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh như này. Đây, ngọn của mình là ngọn đặc thủy tinh nha. Ngọn đặc thủy tinh thì hỗ trợ mình tải cá tốt hơn. Và dàn khoen này dàn khoen Fuji. Đây, khoen Fuji 3 chân hết này. Đây, khoen Fuji 3 chân hết này. Có rất là nhiều khoen. Thì cái đầu trên này á, thì nó được cuốn như này. Được cuốn chỉ dạng phản quang á, để hỗ trợ tốt mình hơn. Ngọn ra cho mình tầm khoảng 2.5 ly, hỗ trợ một cái đầu bu full sheet chống xoắn. Con này ngọn của mình là ngọn đặc nha, ngọn đặc thủy tinh. Độ cứng con này thì ra cho mình tầm khoảng phần MH, còn tính theo cần 2-3 khúc thì nó sẽ cứng ra cho mình tầm khoảng vào 5-80. Đây, ngọn đặc thủy tinh 2m4. Thì tay cầm con này thì bằng cán mút này, tay cầm bằng cán mút và pad là bắt vặn này, Fuji DPS. 2m4 ngọn đặc. Con này trọng lượng của cần là 440g, mã số 13, giá 750 nha. Đây, 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 14. 14 thì ở đây sẽ có một con cần là cần Hechi. Đây con cần Hechi cho mình có bè nha. Đây câu bè câu ngâm. Con này của hãng Daiwa, độ dài của cần là 1m8, độ cứng 20 của dòng Viking nha. Daiwa, dòng Carbon Sliver này, hàng nội địa Nhật. Thì ngọn có này là ngọn đặc ngọn tháp. Ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 1.8 ly, độ cứng là 20. Dàn khoen là dàn khoen Fuji dạ quang hết này. Đây khoen này hỗ trợ anh em mình câu bè. Mình câu ban đêm sẽ tốt hơn. Nói chung 20 thì cũng dạng vừa, nó sẽ không cứng lắm. Bát con này là bắt gập Fuji Daiwa chính hãng cho mình. Sau này sẽ có một cái cán gỗ nha. Cán gỗ Hechi cho mình tì tay chắc hơn. Đây, Daiwa rất đẹp nha. 1m8 cứng 20, trọng lượng con này thì cân được là 160g, mã số 14, giá 600.000 nha. Đây, giá 600 ạ. Tiếp theo mã số 15. 15 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc Hechi.
Đây, hệ chi hai khúc hai ngọn nha. Con cần này thì của hãng là Olympic, độ dài con này là 1,8, hai ngọn thì không khác gì hai cần rồi, cũng là hàng nội địa cho mình luôn. Và con này thì ngọn của mình là cũng là ngọn đặc con này, ngọn đặc ngọn tháp nha. Đây chỗ tháp cho mình đây, hai ngọn kèm. Thì hai ngọn con này á thì đều là ngọn đặc hết, một ngọn thì đo được tầm khoảng vào 1.2 ly, còn một ngọn còn lại là 1.6 ly. Thì con này hai ngọn lần lượt là độ cứng tơ cho mình tầm khoảng từ 20 đến 40 nha. 20 đến 40. Khoen của mình là khoen Fuji này, ba chân và có một chân là xứ xám hết cho mình đây. Thì tay cầm con này thì được bọc cán mút này và pad là pad đồng nha, Fuji F6, pad này thì mình về mình vệ sinh mình đánh nó sạch thôi. Hechi thì nó sẽ có cái cán dẹp như thế này. Đây. Hai khúc hai ngọn nha. Hechi cứng tầm khoảng từ 20 đến 40. Con này trọng lượng của cần thì cần được là 170g, mã số 13, giá con này là giá 700 nha. Đây 700 ngàn. Ở trong hai ngọn thì không khác gì hai cần cho mình rồi. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần Hechi, con này thì nó làm cái ngọn là dạng cắm gốc lỡ cho mình nha. Đây. Ngọn thế này. Cần này cần cắm gốc lỡ, cần Hechi cũng dạng là cho mình câu ngâm câu bè này, câu đáy nha. Độ dài con này thì đo được cho mình là 2m1. Độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80. Thì cái tay cầm con này á thì cần thủ trước là đã quấn chỉ này. Đây quấn chỉ cho mình cầm rất chắc tay nha. Đây. Hàng của mình là nội địa Nhật này, Fuji Japan cho mình. Đây tổng thể thế này. Thì dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji, ba chân xứ xám, bắt là bắt gập Fuji F7, bắt lớn nha. Có độ cứng tầm khoảng 80. 80 thì dạng vượt cứng cho mình rồi. Ngọn cũng là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn tháp ở đây. Phôi carbon xoắn vân. Ngọn của cần thì đo sát được cho mình là ngọn 2 ly. Khoen pad Fuji hết 2m1 nha, 2m1 độ cứng cao. Trọng lượng của cần thì cần được là 300g, mã số 16, giá con này là giá 600 như này. Đây, giá 600 ngàn cho mình ạ. Đây, cho mình câu ngâm câu lăn xe được nha. Rồi tiếp theo thì sẽ có một số cần 2-3 khúc cho mình câu ngâm lăn xe đánh bạo lực được nha. Cần tiếp theo thì là cần mã số 17 như này. À, con này thì mã số là mã số 17 cho mình. 17 thì sẽ có một con cần là 3 khúc của hãng Alpha Tico nha, Alpha Tico 3 khúc. Độ dài con này là 3m3, độ cứng là 40. 43m3 thì cũng dạng cảm giác nha, không cứng lắm. Hàng nội địa Nhật sẽ có tem vàng và cái phôi như thế này nha. Carbon xoắn hai da. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2 ly, thì nó sẽ hỗ trợ một cái double full xích này, đóng semi chống nổ. Còn khoen còn lại là khoen xích đen luôn nha. Đây tổng thể này. Con này chuyên dụng cho nên mình đánh chép ao xung hồ dịch vụ được nha. Đây, tay cầm bằng cán mút, bắt là bắt vặn Fuji chữ vàng FPS D20. Alpha Tico nó sẽ có một cái dịch vụ bảo hiểm ở đây. Đây, tay cầm cán mút nha. Thì tất cả khoen có phải là khoen Fuji xứ xám hết, à, xứ đen nha. Dạng khoen xích 3m3 cứng 40. Cùng ngầm cô lăng xe. Trọng lượng con này là 340g, mã số 17, giá con này là 700 ngàn. Đây, những cái con này thì hàng bãi về chưa có lau vệ sinh á, thì có dính keo sơ sơ nha. Đây, mình về mình vệ sinh lại thôi. Mã số 18. 18 thì đây sẽ có một con cần là 3 khúc luôn. Đây con cần 3 khúc. Con này thì cần của dòng mà Sanwa nội địa Nhật nha. 3m3. Đây Japan như này, nội địa Nhật này. Con này 3m3 nó bằng con kê thì dàn khoen con này là dàn khoen Fuji, ba chân xứ xám. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly thì con này nó sẽ cứng hơn con hồi nãy một xíu. Độ cứng con này thì đo cho mình tầm khoảng vào 50 nha. 50 40 thì cũng ngang ngang nhau thôi. Đây, nội địa Nhật nha. Japan cho mình. Khoen pad Fuji, phôi con này là phôi carbon này, phôi carbon nha. Tay cầm thì bằng cán mút và pad là pad vặn này. Fuji FPS D20. Sau này thì sẽ sẵn cho mình một cái dây buộc bảo hiểm luôn. Chỗ này thì được cuốn chỉ cho mình cầm chắc tay. Chỗ này thì carbon xoắn caro nha, ở trong cần rất đẹp. Chuyên dụng cho đánh chép ao sông hồ tự nhiên là được. 3m3 độ cứng tầm khoảng 50. Nội địa Nhật, trọng lượng con này thì cân được là 360g. Mã số 18, giá 750. Đây, 750.000 ạ. Tiếp theo mã số 19. 19 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc. Đây con cần 2 khúc này thì cần có hãng là Ryobi như này. Đây có dòng Ryobi dòng Supertech nha. Độ dài con này là 2m2. Đây, độ dài con cần là 2m2 nha. Khoen pad là khoen pad Fuji xứ xám hết. Ngọn của cần thì đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào 50 nha. 50. Dạng khoen Fuji ba chân xứ xám. Đây phôi thế này nha. Tổng thể thì nó sẽ có xây xước và cũ hơn cho mình. Đây, bắt vặn Fuji FPS D20. Sau này thì nó sẽ gắn cho mình sẵn một cái dây buộc bảo hiểm này. Tay cầm bằng cán mút nha. Đây phôi có xây xước nha. Giải sức sơn sức châm đây thôi. Còn lại thì ok hết. 2m2 độ cứng tầm khoảng 50 của Ryobi. Con này hàng nội địa Nhật nha. Trọng lượng của cần là 240g. Mã số 19, giá con này là giá 600. Đây 600 ngàn ạ. Theo mã số là mã số 20 thì đây sẽ có một con cần là 2 khúc. Con cần 2 khúc carbon, cần này của hãng là Navi nha. Đây có dòng Navigator. Độ dài của cần là 2m4. Ngọn con này thì cũng là ngọn đặc ngọn tháp ở đây. Navi thì đa số là hàng nội địa Nhật hết. Ngọn của cần tôi đo cho mình là rơi cho mình tầm khoảng vào ngọn là ngọn 2. Con này thì ngọn tầm khoảng vào 2.2 ly như này. 2.2 ly.
hàng nội địa Nhật, hỗ trợ cái đầu bô Fuji xích này và hàng quen Fuji xứ xám. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng 80, con này vượt cứng nha, dạng cứng 80 đánh cá tra cá chim, đánh bộ lực đều được này, bắt là bắt vặn nha, Fuji Japan cho mình. Đây, tổng thể thế này, cán này bằng cán gỗ 2m4, độ cứng tầm khoảng 80, cần của hãng Navigator, con này trọng lượng của cần thì cân được là 300g, mã số 20, giá 750, đây 750.000 nha. Còn đánh cá lớn nha, đánh bộ lực đều được. Mã số 21, ở đây sẽ có một con cần của hai khúc của dòng là Suyumi. Đây, Suyumi hai khúc. Con này độ dài của cần là 2m4, độ cứng là 120. Con này hàng của mình là hàng Korea xuất thị trường Nhật nha. Đây, có tem vàng đầy đủ. Và phơi con này là phơi hai da này. Đây, phơi carbon xoắn hai da. Dạng khoen này dạng khoen biển, dạng khoen vòm như mình ạ. Ngọn cơ thì ngọn lớn, độ cứng 120. Ngọn con này là ngọn 3.6 ly. Những dòng thì chuyên dụng cho đánh cá tra, cá chim. Anh em đánh bom á, hoặc mình có thể là đi biển. Mình gắn máy điện này, mình câu ngâm nha. Câu ngâm, câu chì lớn đều được này. Đây, sẵn hàng cho mình tay cầm cán mút, bắt vạn Fuji DPS. Sau có sẵn cho một cái dây buộc bảo hiểm ở đây. Ở trong con này thì còn đẹp nha, nó sẽ không có xây xước gì lắm cho mình luôn. 120 thì dạng là bạo lực và đánh là cá lớn cho mình ạ. Trọng lượng con này thì cân được là 460g, ngọn 3.5 ly, mã số 21, giá 1.600.000. Đây, 1.600.000. Và cuối cùng thì mã số 22, đây sẽ có một con cừu là hai khúc. Con này thì của hãng là NFT nha. Đây, của hãng NFT. Thì NFT này, của dòng Simity, nó sẽ kèm cho một cái dây buộc này. Và có hai cái dây buộc NFT chính hãng theo cần luôn. NFT dòng Simity, độ dài con này là 2m7, độ cứng 40. Đây, hàng có phải là nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ. Phơi là phơi carbon xoắn hai da. Thì con này cái khoen của nó thì nó hỗ trợ cái đầu bô Fuji chống xoắn, còn lại là khoen Fuji ba chân đại sứ xám. Thì khoen và keo cái lâu ngày thì nó hơi cũ nha, cái này thì khoen riêng với mình. Anh em thích thì mình về mình thì có thể là vệ sinh lại keo kiếp nha. Còn phôi thì nó sẽ có sức dăm dăm thế này, đã có dòng Simity. Con này mà cứng tầm khoảng 80-120 á thì tha hồ tiền như này. Tay cầm bằng cán mút và bắt là bắt vặn Fuji FPS D22. Những cái dòng thì anh em hỏi rất là nhiều nha. Nó sẽ có một dây buộc ở đây nữa. NFT dòng Simity 2m7 cứng 40. 40 thì cũng dạng vừa, không cứng và không mềm lắm. Trọng lượng con này là 320g, mã số 22, giá là 1 triệu như này. Đây, giá con này giá 1 triệu cho mình ạ. Rồi, tổng cộng thì ở đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần. Thì anh em bằng mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Thì chốt đơn liên hệ trực tiếp qua Zalo 0923 534 779. Rồi, anh em cũng sẽ làm video cho em được đăng ký bục thông báo. Hàng hóa bên em thì cập nhật liên tục, sẽ hỗ trợ cho tốt cho mình nha. Ngày nào cũng lên video cho để mình tham khảo kỹ hơn. Rồi, chúc tất cả anh em có một ngày tốt lành, đi câu nhiều cá. Hẹn gặp lại video lần sau ạ.